là Phó thị trưởng Bùi Thái Phát cũng như là Chủ tịch cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali xin gửi lời kính chào đến toàn thể quý khán thính giả của Văn hóa Nhân bản Lạc Việt kính thưa quý vị ngày hôm nay chúng tôi rất là cảm ơn Văn hóa Nhân bản Lạc Việt đã cho chúng tôi cái diễn đàn này để mà nói về một cái đề tài hết sức là quan trọng nóng bỏng trong cộng đồng của chúng ta đó là về dự luật của Hạ viện tiểu bang California được biết là AB 22, AB 22. À, thưa quý vị, đạo luật này được uh, thông qua vào uh, thứ hai uh, tuần vừa qua và đã gây rất là sôi nổi cho cộng đồng người Việt của chúng ta. Bởi vì sao? Dự luật này uh, tu chính một cái đạo luật đã có từ năm 1953. Đạo luật đó uh, cấm uh, tất cả những người là thành viên của các đảng cộng sản uh, được làm việc cho các cơ quan chính phủ của tiểu bang California. Và nếu mà một người nào nhân viên của tiểu bang California mà được khám bị khám phá là thành viên của Đảng Cộng sản thì cơ quan chính quyền tiểu bang có quyền đuổi người đó. Thì thưa quý vị, vào thứ hai vừa qua, Hạ viện đã thông qua cái dự luật AB22. Trong đó, họ bỏ tất cả những cái điều khoản mà nói về cái việc cấm một người nhân viên của uh, cơ quan công quyền của tiểu bang uh, là thành viên của Đảng Cộng sản. Điều này nó có cái tai hại gì? Như chúng ta một số người theo dõi thì đã biết là nó mở một cánh cổng rộng mở cho các thành viên của Đảng Cộng sản, trong đó có Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là Đảng Cộng sản Trung Cộng uh, vào làm việc trong tiểu bang uh, California. Họ có thể họ làm cho cố vấn cho ông thống đốc, họ có thể họ làm cố vấn cho các văn phòng uh, thượng viện cũng như hạ viện tiểu bang, họ có thể họ làm giáo sư trong các học khu dạy dỗ con em chúng ta. Điều này không thể nào chấp nhận được là bởi vì chúng ta bỏ nước ra đi, bỏ chế độ uh, độc tài uh, của cộng sản Việt Nam, không lẽ gì chúng ta chấp nhận cái việc mà bây giờ trong chính quyền của tiểu bang chúng ta họ lại là thành viên của các cơ sở và của công quyền của tiểu bang California. Điều này nó có không những vậy mà nó rất là tai hại cho uh, tập thể người Việt tị nạn cũng như là trong công việc của đồng bào trong nước đang chống lại uh, chế độ độc tài uh, độc ác của uh, tập đoàn cộng sản. Tại sao thế? Điểm thứ nhất, nó cho tập đoàn cộng sản thấy rằng, cho dù họ tiếp tục đàn áp và gia tăng đàn áp người dân trong nước họ không có bị hậu quả bởi những uh, tổ chức cũng như là các chính phủ ở thế giới tự do thí dụ như là tiểu bang california nó cái đạo luật này nếu mà được thông qua ở thượng viện và thành luật nó cho đảng cộng sản việt nam thấy rằng họ có thể tiếp tục cứ việc tiếp tục đàn áp người dân vô tội mà không bị hậu quả đối với những người làm luật ở tiểu bang california vì thế một điểm đó thôi đủ để cho chúng ta toàn thể người Việt hải ngoại phải chống lại cái dự luật AB22 này. Ngoài ra, nó còn có hậu quả trực tiếp đến đời sống của chúng ta ở tiểu bang này. Là bởi vì nếu mà các thành viên của Đảng Cộng sản Việt Nam hay là Đảng Cộng sản Tàu Cộng họ được làm việc trực tiếp cho các cơ quan chính quyền của tiểu bang thì họ có thể họ có những cái ngầm ngấm ngầm à uh, hiệp đáp cũng như là kiểm soát uh, cái uh, đời sống và những cái phúc lợi của chúng ta. Họ có thể thay đổi những cái đường lối, những cái chính sách làm việc của những nhà làm luật ở tiểu bang. Bởi vì thế chúng ta phải chống đối cái dự luật này cho đến cùng. Thưa quý vị, uh, vào thứ hai vừa qua thì uh, hạ viện đã thông qua cái đạo luật này với số phiếu là, thuận là 41 và 39 số phiếu là chống lại hoặc là không bỏ phiếu. Và trong cái uh, kỳ bỏ phiếu thứ hai vừa qua, chúng ta thấy rằng có 41 lá phiếu bỏ phiếu thuận và uh, có 24 lá phiếu bỏ phiếu chống và có 10 lá phiếu, có 9 lá phiếu là bỏ phiếu là không bỏ phiếu. Thì trong các lá phiếu này, chúng ta thấy đa số những thành viên của Đảng dân chủ ở Hạ viện đã bỏ phiếu thuận. Tất cả các thành viên của đảng Cộng Hòa bỏ phiếu chống và trong đó có 8 thành viên của đảng Dân Chủ không bỏ phiếu. Thì thưa quý vị, cái đạo luật này vừa mới được được thông qua rất là suýt sát, chỉ có một lá phiếu thôi là bởi vì theo luật thì muốn thông qua các đạo luật này phải có ít nhất là 41 lá phiếu trở lên là bởi vì Hạ viện có tất cả là 80 thành viên thì 41 mới là quá bán. Thành thử ra nếu cộng đồng người Việt Hải ngoại chúng ta được biết đến cái dự luật này sớm hơn, trước cái ngày họ bỏ phiếu khoảng vài ba tuần, thì chúng ta đã có đủ thời giờ để mà thuyết phục ít nhất một người trong đảng dân chủ không bỏ phiếu cho thuận cho cái dự luật này. Nếu chúng ta đã làm được cái việc đó, thì cái dự luật này nó đã à, coi như là chết ngay ở trong Uh, cái cuộc bỏ phiếu ở Hạ viện. Tuy nhiên, chúng ta đã không biết đến cái đạo luật này cho đến khi một ngày sau khi nó được thông qua và chúng tôi rất là buồn và trách ông uh, dân biểu tiểu bang uh, State assemblyman Travis Allen là người đại diện cho uh, người Việt ở địa hạt đông người Việt nhất ở đây tức là ngay uh, thành phố Westminster, Garden Grove, Seal Beach, Huntington Beach vân vân. Ông biết cái đạo luật này từ ngày 19 tháng 4 năm 2017 là bởi vì cái vào cái ngày đó đạo luật này được đưa ra cho uh, tiểu ban uh, education của hạ viện và ông là một thành viên trong ủy ban đó, ông đã bỏ phiếu không chấp thuận. Uh, tôi lặp lại là ông đã bỏ phiếu không chấp thuận cho cái dự luật này. Tuy nhiên, ông đã không thông báo cho uh, cộng đồng cho cư dân mà ông đại diện và cho cộng đồng người Việt chúng ta được biết. Nếu mà chúng ta biết vào ngày 19 tháng 4, tức là 3-4 tuần trước cái ngày Hạ Viện bỏ phiếu, thì chúng ta đã có thì giờ để mà vận động hành lang áp lực để mà kêu gọi một vị dân biểu, ít nhất một vị dân biểu của Đảng phía bên Dân Chủ bỏ phiếu không chấp thuận thì cái đạo luật này nó đã bị chết ngay trong trứng nước và điều đó là một cái điều mà chúng tôi nghĩ rằng ông travis allen sẽ phải trả lời cho cộng đồng biết tại sao văn phòng của ông không thông báo cho chúng ta thưa quý vị cái chuyện nó đã, đã xảy ra như thế chúng ta phải làm gì để mà ngăn chặn cái dự luật ab 22 này được thông qua bởi thượng viện và được ký bởi ông thống đốc dự luật này chưa thành luật mà vì mặc dù nó đã thông qua đã đã được thông qua ở, thượng, ở hạ viện nhưng mà còn phải được đưa lên thượng viện nếu thượng viện thông qua thì nó cũng còn phải đi qua một cái chặng chót là ông thống đốc của tiểu bang là ông Jerry Brown uh, ký thì lúc đó nó mới thành nó mới thành luật vì thế cộng đồng của chúng ta cần phải vận động từ giờ cho đến cái chặng đường cuối là ở uh, thượng viện và vận động với ông thống đốc Jerry Brown làm thế nào để vận động chúng ta có một số những việc phải làm việc thứ nhất là chúng ta cần phải có ký những cái thỉnh nguyện thư và hiện giờ đã có một cái nỗ lực chúng tôi làm việc với lại văn phòng của thượng nghị sĩ sát cánh ở trong vài ngày qua và hiện giờ trên cái website bảo vệ cộng đồng com chúng tôi lặp lại bảo vệ cộng đồng com quý vị lên trên đó sẽ thấy cái thỉnh nguyện thư chỉ cần điền tên cho địa chỉ và cho cái email rồi bấm cái nút Submit, tức là à, gửi đi, thì cái à, thỉnh nguyện thư đó sẽ có cái chữ ký của quý vị. Hiện giờ chúng ta đã trong 4 ngày qua, chúng ta đã thu thập được trên 2.500 chữ ký. Đây là một cái điều chúng tôi cảm thấy hết sức là phấn khởi và mong rằng chúng ta sẽ có vài chục ngàn chữ ký, thậm chí có cả 100.000 chữ ký. Ở Cali chúng ta có gần một triệu người, thì không có lý do gì chúng ta không lấy được À, vài trăm ngàn chữ ký của đồng bào ở California cũng như lấy thêm những chữ ký ở các tiểu bang khác Ngoài cái việc lấy chữ ký ra chúng ta cần phải vận động các thành phố các hội đồng nghị viên của các thành phố gọi à, kiến nghị tức là resolution đến cho Thượng viện Hoa Kỳ à tôi xin lỗi Thượng viện Tiểu bang để phản đối cái dự luật AB 22 này đó là việc thứ hai chúng ta à, có thể vận động các vị dân cử của à, các thành phố như là thành phố à, Westminster và thành phố Garden Grove đang đã và đang gửi nghị à, uh, quyết lên trên à, thượng viện. Chúng ta vận động thêm các thành phố khác như là thành phố có đông người Việt Nam như là thành phố Anaheim, thành phố Long Beach, à, thành phố Los Angeles, thành phố Santa Ana và trên phía Bắc chúng ta có thành phố à, San Jose Milpitas, vân vân. Thành ra sau cái việc thứ hai là vận động các dân cử các hội đồng thành phố gọi uh, kiến nghị về phản đối uh, cái nghị, cái dự luật AB22. Việc gì nữa chúng ta có thể làm được? Uh, cá nhân chúng ta có thể uh, trực tiếp uh, liên lạc với lại các uh, vị uh, thượng nghị sĩ uh, ở thượng viện tiểu bang California để trực tiếp vận động họ. Thưa quý vị trước khi mà cái dự luật ab22 này được đưa ra để mà à, biểu quyết bởi à, thượng viện thì nó phải đi qua một cái tiểu à, tiểu ban cũng giống như là hạ viện họ đã đi qua một cái tiểu bang đó thì cái tiểu bang này có ít người hơn à, có khoảng chừng 5 đến 10 người thượng nghị sĩ ở trong các à, à, tiểu bang đó thì khoảng chúng tôi dự trù là khoảng cuối tháng 6 à, năm nay À, họ sẽ đưa ra các tiểu bang ở uh, thượng viện uh, tiểu bang thì uh, đây cũng là cái lúc mà chúng ta chờ xem xem nó đi ra cái tiểu bang nào và chúng ta sẽ biết được những cái vị thượng nghị sĩ trong tiểu bang đó là ai thì cộng đồng của chúng ta phải uh, liên lạc với lại các vị thượng nghị sĩ đó cũng như là liên lạc với lại các vị uh, dân cử ở hạ viện và vừa qua mà đã chống cái dự án này để họ yêu cầu và họ thúc đẩy các vị thượng nghị sĩ đó không bỏ phiếu yes tức là chống lại cái dự luật AB 22 thì nếu mà chúng ta uh, chặn đứng được cái dự luật AB 22 từ trong trứng nước ở các tiểu ủy ban của thượng viện tiểu bang thì uh, nó sẽ chấm dứt nó sẽ không thành luật và chúng ta đã thành công uh, đánh bại được cái dự luật AB 22 nếu mà nó thông qua được cái tiểu bang AB 22 đó thì chúng ta phải làm sao vận động được uh, trên uh, 50% các vị thượng nghị sĩ ở, hạ, ở thượng viện tiểu bang để mà chống đối lại cái dự luật AB22 này. Thì đó là cái tiến trình mà chúng ta có thể uh, thực hiện để mà chống lại cái uh, dự luật AB22. Ngày hôm ngày uh, thứ bảy sắp đến đây uh, cộng đồng của chúng ta ở Nam Cali sẽ có một cái buổi hội thảo và thành lập một cái ủy ban vận động chống dự luật AB22. Thì thứ bảy sắp đến đây từ 3 giờ cho đến 6 giờ chiều chúng ta sẽ có một cái buổi hội thảo để chúng tôi trình bày rõ hơn cho tất cả đồng hương ở Nam Cali được biết cũng như là để phát ra cái thỉnh nguyện thư để kêu gọi quý đồng hương mang về kêu gọi bạn bè, kêu gọi các hội viên trong các hội đồng hương cùng ký vào cái thỉnh nguyện thư đó. Có một số người không có internet thì đây là cái cách mà chúng ta sẽ gấy lấy chữ ký bằng cách là ký tay vào các tờ giấy thỉnh nguyện thư này. Thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi nghĩ rằng đây là cái lúc mà cộng đồng của chúng ta đã bị đẩy vô chân tường và lúc mà cộng sản đã tìm cách lấn lướt để mà tìm cách ảnh hưởng đến cái sinh hoạt và đời sống của chúng ta dự luật AB22 này nó là một cái dự luật mà muốn tu chính lại một cái đạo luật đã có từ năm 1953 và các đạo luật đó từ nhiều năm nay nó không có làm uh, ảnh hưởng đến cái sinh hoạt cũng như là cái kinh tế của tiểu bang California thì chúng ta phải đặt dấu hỏi tại sao ông uh, dân biểu uh, uh, Bonta là một người Mỹ gốc phi luật Tân lại đưa ra cái uh, đề nghị để mà thay đổi cái đạo luật từ năm 1953 đó thường thường là khi một cái dự luật mà người ta muốn thay đổi như vậy nó phải có những cái nhóm lobby những cái nhóm vận động để mà một cái vị dân cử hay là thượng nghị sĩ làm cái việc đó thành ra trong cái trường hợp này chúng tôi đặt dấu hỏi rất lớn là phải chăng những cái người vận động của đảng Cộng sản Uh, Trung Cộng hay là những cái người vận động của Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhúng tay vào cái việc này và đã vận động ông dân biểu Bonta bon làm cái việc đó. Thì nếu mà chúng ta không cố gắng để mà đẩy lui dự luật AB22 thì cái việc mà lấn lướt và tìm cách ảnh hưởng uh, đến đời sống của người Việt tị nạn ở tại Hoa Kỳ nó sẽ uh, càng ngày càng bị các phe nhóm của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là Đảng Cộng sản Trung Hoa sẽ lợi dụng cái trường hợp cái thế yếu của chúng ta để mà đẩy chúng ta à, dồn vào chúng ta vào chân tường. Vì thế chúng tôi kêu gọi quý đồng hương khắp nơi hãy nhắc nhở và loan cái tin này, giúp chúng tôi loan cái tin này và kêu gọi à, thân nhân của mình à, lên cái trang mạng bảo vệ cộng đồng bảo vệ cộng đồng.com để mà ký vào cái thỉnh nguyện thư trong uh, bắt đầu từ cuối tuần này và trở về đến hết tháng 6 chúng tôi sẽ uh, đến nhiều hội đồng hương cũng như đến các buổi uh, hội hè để mà uh, truyền những cái thỉnh nguyện thư này kêu gọi quý đồng hương nào mà chưa ký ở trên mạng thì ký vào uh, thỉnh nguyện thư bằng giấy một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn uh, tất cả quý đồng hương đã theo dõi uh, bản tin uh, của chúng tôi và cũng xin cảm ơn ban giám đốc của văn hóa nhân bản Lạc Việt đã cho phép chúng tôi loan báo tin cầu cứu đến cho tất cả các đồng hương khắp nơi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị.